Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về ký tự. Bài tập: một trái táo bán với giá x yên. Hãy tính giá tổng cộng khi mua 10 quả. Hãy viết đáp án ra. Chữ x này ta sẽ gọi là ký tự. Tiếp theo, vì sẽ mua 10 trái nên hãy nhân cho 10. Lúc này ta có thể lược bỏ dấu nhân. Ngoài ra, hãy viết số ở trước ký tự. Cuối cùng, ta sẽ viết đáp án ra. Như vậy là bài tập đã được hoàn tất. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại, rồi sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra, rồi khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Giờ chúng ta sẽ so đáp án với nhau nhé. Đáp án sẽ là 5x yên. Các em có làm đúng không? Cuối cùng là phần tổng kết của bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, viết giá của trái táo. Thứ hai, x được gọi là ký tự. Thứ ba, vì sẽ mua 10 quả nên nhân cho 10. Thứ tư, có thể lược bỏ dấu nhân. Thứ năm, viết số trước ký tự. Thứ sáu, viết ra đáp án. Bài học đến đây là kết thúc.